lâu lâu phải uống một bữa cho đã mới được. Nè, nè cạn cao rồi sao cạn ha. Ê gì nhìn kìa. Chủ quán đâu? Dạ các anh dùng gì ạ? Em chắc là lính mới của quán này phải không? Dạ. Hèn chi mấy lần trước anh ra đây mà không có gặp. Em nói tên cho anh biết được không? Dạ được, em tên là Út Hết. Út Hết? Tên sao mà nghe dễ thương quá à? Nghe dễ thương mà thương không có dễ nghe mày. Hình như Út Hết là người Khmer đúng không? Nhìn quần áo là biết liền à. Ờ, mày biết tiếng Khmer, mày hỏi Út Hết đi. On hay on? Chào lần bó tay on. Tụi bay hiểu không? Là em ơi em, em có yêu anh không? Tê, anh hiểu không? Có nghĩa là không đó. Ê tụi bay, tao thấy lão đội lượm dạo này vào lên trông thấy á, mới thay chính quyền có mấy tháng mà ông vào tới cỡ đó đó. Nay mai ông còn vào tới cỡ nào nữa? Vào mà làm chuyện bất nhân bất nghĩa tao không có ham. Sao mày biết ông làm chuyện đó? Ừ thì ông thông đồng với bên Thế Dụ, rồi bắt các cái thương lái cỡ bự về vui cho họ là cái tội trốn thế, rồi tra tấn họ những trận đòn thừa sống thiếu chết luôn á, để họ phải ói ra tiền để cứu mạng của mình đó. Lão giàu lên là nhờ như vậy đó. Cả cái làng này ai mà không biết, chỉ có tụi bay là không biết thôi. Ê mày, sao mày dám nói xấu sếp tao mày? Ổng xấu thì tao nói xấu, mày làm gì tao? Anh Đông! Ai mày! 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 Mày hả? Dừng tay lại! Tại sao đến vào trong quán xá như vậy? Thằng nào gây sự trước? Dạ thưa thầy cai, tụi nó gây sự trước á thầy. Có đúng vậy không? Dạ. Dạ. Dạ đúng, nhưng mày anh... Lính mà vào quán xá làm loạn gì hả? Sao vậy đâu? Dạ, có tôi. Mày dạy hết bọn này về doanh trại, chút về tôi xử sau. Dạ. Tất cả theo tôi về trại. Dạ. Dạ bẩm quan lớn, tôi vừa nhận được tin, thấy sự việc này hết sức là quan trọng à, cho nên tôi vội đến đây bẩm báo với quan lớn, để quan lớn có kế hoạch mà đối phó à. Nguồn tin này ai báo cho ông biết? Dạ, dạ chính là thằng em vợ của tôi à. Thằng em vợ? Nó làm nghề gì? Dạ, dạ bẩm quan lớn, nó chưa có nghề nghiệp gì hết à, mà tối ngày chỉ đá gà với cờ bạc thôi à. Nó nói như vậy mà ông cũng tin à? Ông thấy đồn lũy tà xây dựng kiên cố như thế này, đến súng Đại Bác cũng không phá nổi. Liệu tên trực đó có đánh được không? Hay là nó kéo quân đến đây để tự sát tập thể? Dạ, dạ bẩm quan lớn, đối với tên trực này, quan lớn phải coi chừng. Vì năm xưa hắn đã từng đốt tàu chiến ở Dạm Nhật Tảo, Tân An. Dạ, đây là một tướng giặc rất nguy hiểm và có tài, không có chuyện gì mà hắn không dám làm hết. Ta biết, ta biết, đó là chuyện cũ. Bây giờ tình thế đã khác rồi. Ba tỉnh miền Tây đã được giao nộp, không một chút kháng cự. Với đám tàn quân đã mất hết tinh thần, liệu tên trực có dám mạo hiểm đưa đầu vào chỗ chết hay không? Dạ.
Dù sao ta cũng cảm ơn ông đã đến báo tin. Ông cầm lấy. Nếu có tin gì mới, ông báo ngay cho ta biết nè. Dạ dạ, đội ơn quan lớn à. Dạ. Bây giờ ông có thể về được rồi. Dạ. Nhưng ta dặn thêm, phải cho người theo dõi, không riêng tên Trực, mà tất cả bọn nào có âm mưu chống lại. Dạ. Người Phú Lạc Sở, để có ngày ta sẽ hành quân tiêu diệt nó. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. 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 Trời ơi, tai họa sắp tới rồi mà quan lớn coi như là trò đùa vậy đó. Cô Thắm à, lâu nay tôi định nói với cô một chuyện hết sức quan trọng, nhưng tôi ngại không biết cô có chịu nghe hay không. Anh chưa nói, làm sao anh biết em có chịu nghe hay không? Nhưng thôi, dù hôm nay cô có chịu nghe hay không thì tôi vẫn cứ nói. Vì nếu không nói thì tôi sợ không còn dịp để nói nữa. Thì anh cứ nói đi, em sẵn sàng nghe đây. Tôi cứ đổi về đây, về thăm nhà, biết tía tôi và em bông của tôi bị chết thảm. Tôi hết sức đau lòng khi thấy má tôi giờ chẳng còn ai nhờ cậy khi tối lửa tắt đèn. Cũng may là tôi được gặp Thắm, rồi qua Thắm tôi quen cô Đỏ, được cô vừa giúp gặp ông Trực. Tôi thiệt mãn nguyện vì từ nay tôi có thể thực hiện lời thề trả thù cho tía tôi và em bông, cũng như trả thù cho bà con đồng bào bị lũ Tây Dương sát hại dã man. Tôi thiệt lòng mang ơn Thắm suốt đời. Có gì đâu mà anh mang ơn tôi suốt đời, anh mang ơn ông Trực mới đúng á. Thắm nói chuyện đó thì đúng rồi, nhưng nếu không có Thắm thì làm sao đến được với ngọn cờ đại nghĩa của ông Hai Trực. Hôm nay tôi muốn hỏi Thắm một câu mà tôi thấy sao khó nói quá. Thì anh cứ nói đại đi, có gì đâu mà ngại. Tôi muốn hỏi Thắm có muốn về làm dâu cho má tôi không? Anh biết em như thế nào không mà hỏi em vậy? Tôi chưa rõ Thắm, nhưng Thắm đã theo ông Hải Trực vậy thì tốt rồi. Tất nhiên là ngay từ khi tới quán này lần đầu thấy Thắm thì tôi đã ưng rồi đó. Bây giờ thì tôi nói hết rồi, tùy Thắm định liệu. Bữa nay anh nói vậy thì em biết vậy, để em suy nghĩ rồi trả lời anh sau, được không? Thắm trả lời sớm để tôi về nói với má cho bà vui. Thấy má tôi sống đơn chiếc, tôi thương má tôi lắm Thắm à. Hôm nay mới thấy lưỡi kiếm của anh Hai, đúng là danh bất hư truyền. Không biết anh học ở môn phái nào mà đường kiếm của anh biến quá lợi hại quá vậy. Đã lâu lắm rồi tụi mình mới thấy lại đường kiếm tuyệt vời của anh Hai đó. Được theo anh Hai đánh giặc là một vinh dự lớn cho anh em mình. Hồi đó đang thủ thừa, một mình anh tung quanh trong đám giặc, bị bao vây bởi đám đông. Lưỡi kiếm của anh đến đâu, đâu giặc rụng tới đó. Vậy mà cũng đã gần 6 năm rồi đó. Hay quá.
Hay lắm anh hai. Cảm ơn, cảm ơn. Thấy anh hai biểu diễn rồi, tụi tôi mới thấy mình còn kém quá. Chắc còn phải học anh hai nhiều nữa mới chơi được lũ Tây Dương. Nghe nói anh hai ngoài kiếm thuật ra, anh chơi trường côn cũng ngon lắm. Hôm nào rảnh rỗi anh dạy thêm cho tụi tôi học hỏi, được không anh hai? Chuyện đó thì rất sẵn sàng. Tôi cũng đã xem đường côn của hai anh rồi. Bữa đi với thầy Thuyên đó, chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Bởi vì nghề võ mỗi người đều có những miếng thế hay. Anh hai, có cô Điều đi với một người đàn ông nữa, vào xin gặp. Giờ đang chờ ở ngoài chỗ hẹn đó anh hai. Được rồi, anh với tôi ra chỗ hẹn đi. Còn anh Búp, cứ cho anh em tập luyện bình thường nghe. Dạ, anh hai cứ đi đi. Còn việc tập luyện anh hai yên tâm, cứ để tôi lo. Ừ. Ngoài đây nè anh hai. Anh nữa. Chào hai anh. Đây là anh Quảng Cầu, người mà em đã giới thiệu với hai anh từ lúc trước. Còn đây là anh Hai Ki, người trong vùng tài niên này. Còn đây là anh Hai Trực, người mà anh luôn luôn ngưỡng mộ đó. Quảng Cầu, tôi không ngờ là hân hạnh được gặp. Cứ gọi tôi là anh Hai như mọi người cho thân mật. Dạ. Mời. Tôi được triều đình cử làm thành thủ úy Hà Tiên, nhưng trên đường xuống đây thì đất này đã mất vào tay giặc. Tôi trả ơn kiếm lại cho triều đình để tình nguyện làm một người dân chống giặc. Tôi biết anh cũng là người yêu nước như tôi, vì hoàn cảnh mà phải cầm súng cho giặc, chứ không phải là loại người nhẫn tâm phản lại dân tộc, phản lại đất nước. Cho nên tôi nói với cô Điều đây tìm cách giúp tôi gặp được anh, để bày tỏ tâm nguyện của tôi với anh, và hy vọng được anh ủng hộ cho việc tôi làm. Mà anh thấy hợp với đạo lý là người Việt khi thấy sơn hà nguy biến. Thưa anh hai, từ lâu tôi đã nghe danh tiếng của anh hai, và tôi cũng có kỳ vọng được gặp anh hai một lần để bày tỏ sự khâm phục của tôi đối với anh. Gia đình dòng họ của tôi có người vong mạng vì súng đạn của lũ Tây Dương. Mối thù đó tôi đâu quên. Tôi cầm súng cho giặc chẳng qua vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Nay nhờ cô Điều đây, tôi mới hân hạnh được gặp anh và anh Hai Kim. Thì cũng là cơ duyên trời định, tôi xin theo hai anh đánh cho chúng nó tới giọt máu cuối cùng. Dẫu có vong cũng không hối tiếc. Tôi nói hết lòng tôi là vậy đó. Tôi là dân tà niên này, cũng giống như anh. Tôi rất ngưỡng mộ anh hai đây, là người đã tận tâm vì dân vì nước. Nay lại được anh cùng đứng về phía chúng tôi, thì nói thiệt là tôi mừng lắm. Tôi có thể dẫn đội lính Mã Tà mà tôi đang quản vô đây tham gia nghĩa quân với hai anh. Anh hai thấy vậy có được không? Đó là chuyện về sau. Trước mắt là phải tính đến chuyện tấn công thành Sơn Đá. Thành đó khó đánh lắm anh hai à. Nó xây bằng đá tảng từng khối lớn, xuống nhỏ bắn không ăn thua đâu anh hai. Tôi cũng có biết chuyện này, nhưng điều tôi lo nhất là lực lượng Mã Tà của anh. Bữa nay gặp anh thì coi như chuyện lo đó tôi tạm an lòng. Mà tính chuyện khác, tôi muốn hỏi anh, trong những người mà chánh quyền Phú Lan Sa đưa lên cai trị ở đây, tên nào là nguy hiểm nhất? Dạ thưa, đó là thằng cai tổng Thạch Phan. Hắn là người Miên, trước đây từng bị Tuần phủ Hà Tiên bỏ tù vì tội chứa cờ bạc và buôn thuốc phiện lậu. Nay bọn Phú Lan Sa đến, hắn ra mặt theo giặc, hoạt động rất hăng hái, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà bọn giặc sai lầm, kể cả tội ác, cốt để lập công kiếm tiền thưởng hậu hỷ của giặc. Đó là tên tài sai nguy hiểm nhất. Ngoài ra chưa từng thấy ai nguy hiểm hơn tên Phan này. Còn dân chúng thế nào? Liệu khi ta đến bộ Tây Dương ở Rạch Giá này, họ có ủng hộ ta không? Dạ thưa anh hai, chắc chắn là họ sẽ ủng hộ ta. Bởi vì từ hôm chiến đóng tới nay, bọn Tây Dương bắt dân mình nộp số thuế rất nặng. Có người thì bị chúng đánh chết vì không nộp đủ số thuế. Từ khi nghe tin anh hai về đây, họ mong anh hai sẽ đánh bộ Tây Dương này lắm. Anh nói vậy tôi rất yên tâm. Trong ba điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì nhân hòa là điều kiện quyết định. Bởi lòng dân là ý trời, ta đánh giặc hợp lòng dân chính là thuận ý trời, thì nhất định ta sẽ thắng lợi trong trận đánh sắp tới đây. Bữa nay gặp được anh và được anh đồng lòng đánh giặc thì tôi rất mừng. Còn quyết định tấn công giặc vào lúc nào thì tôi sẽ gặp anh, hoặc anh Ki đây sẽ thay tôi gặp anh
nói rõ kế hoạch phối hợp nhau như thế nào, cũng như giờ khắc khởi sự. Bây giờ ta tạm chia tay, để anh còn trở về sớm, kẻo vắng mặt anh ở doanh trại lâu e không tiện. Anh còn nói thêm gì nữa không? Dạ thưa, không có ý kiến gì thêm, chỉ chờ lệnh anh là khởi sự thôi. Ông ơi, ông có linh thiêng, ông về phù hộ cho thằng Tèo. Nay nó đã đi theo ông Trực đánh bọn Tây Dương để trả thù cho ông với con Bông, đã chết thảm dưới bàn tay của lũ giặc đó. Từ từ. Nè. Nè. Không có giành của nhau nghe chưa? Nè. Rồi. Má. Con. Dạ, con chào bác. Bác chào con. Bữa nay tụi con về thăm má để thưa với má một chuyện. Đó là kể từ hôm nay, Thăm sẽ là con dâu của má. Không biết má có vui lòng nhận hay không? Nếu ông Thắm không chê gia đình mình nghèo á, đơn chiếc, mà nhận má là mẹ thì má vui sướng biết chừng nào. Hai con á đã suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định về đây á, báo tin cho má biết. Má thiệt hết sức bất ngờ con. Tụi con đã tính hết mọi lẽ rồi má. Không bao lâu nữa ông Trực sẽ đánh bọn Tây Dương ở Rạch Giá này. Chắc chắn lúc ấy Thăm cũng không ở yên nếu bọn chúng trả thù. Nên bọn con đi đến quyết định là sẽ về thôi chuyện với má, rồi làm mâm cơm cúng tía và em Bông, để em Bông và tía nhìn nhận Thắm là con dâu trong nhà. Sau đó Thắm sẽ ở lại để hù hủy với má, còn con sẽ trở về Rạch Giá, chứ không thể ở lại với má được. Thắm, em nói gì với má đi. Có bao nhiêu á thì anh nói hết rồi, còn gì đâu á mà em nói. Nhưng thưa má, con biết rằng về thu chuyện với má đột ngột thế này là không phải đạo, nhưng hoàn cảnh hiện nay không cho phép anh Tèo kéo dài chuyện này được, nên tụi con mong má thương mà bỏ qua cho. Má hiểu, má hiểu chứ. Má rất mừng khi biết con không chê nhà má nghèo đơn chiếc, mà con tự nguyện ở lại đây với má thì má còn hạnh phúc nào hơn. Má cảm ơn trời Phật đã dung rủi cho hai con gặp nhau và cho má những ngày cuối đời mà má được sống vui như thế này nè. Má. Má. Con. Mày có biết tại sao mày bị bắt không? Dạ bẩm thầy đội, con không biết con có tội gì, con nghĩ con bị bắt lầm á. Cởi trói cho nó. Người ta tố cáo mày trốn thuế, có phải như vậy không? Dạ bẩm thầy đội, dạ đâu có chuyện đó. Con làm ăn buôn bán có sổ sách đàng hoàng, thuế má nộp đầy đủ. Dạ kẻ nào báo với thầy á là con trốn thuế, là kẻ đó muốn hãm hại con. Dạ xin thầy đội xét lại. Sổ sách mày để ở đâu? Dạ lúc nãy mấy thầy bắt con, có cho con mang sổ sách theo đâu. Vậy mày hãy viết mấy chữ cho người nhà, giao sổ sách mang về đây, để giấy bút cho nó. Đi mày. Ngồi xuống.
Mày đi lấy sổ sách của nó, mang về đây mau lên. Cậu Năm nè. Dạ. Hôm trước cậu nói với tôi là ở trong Tà Niên ông Trực đang chiêu binh mãi mã làm loạn. Dạ. Tôi muốn hỏi cậu, chính mắt cậu thấy, chính tai cậu nghe, hay cậu nghe lời đồn đại vậy? Dạ, thưa anh hai, chính mắt em nhìn thấy, chứ có nghe đồn đại gì đâu. Số là hôm đó điều từ đây vô đó có sao không mày? Đủ một nghìn nữa là tới rồi. Yên chí. Bằng. Ê, dừng lại, đi đâu đó? Dạ, đi đá gà. Không có đá gà gì hết, rửa ra đi. Dùng này cấm người lại qua lại, hiểu chưa? Như vậy là chuyện ông Trực đóng quân ở Tà Niên là có thiệt đó anh hai. Tại sao chuyện lớn như vậy mà không thấy làng xã nó báo cho mình một tiếng vậy kìa? Anh hai, có thể là bọn làng xã mà anh hai nói đó. Một á là nó sợ quá nó bỏ trốn. Hai á là nó theo ông Trực làm phiến loạn chống lại người Phú Lang xã, nên chẳng ai báo cáo cho anh hai biết á. Có thể cậu nói đúng. Cậu Năm. Dạ. Ở dưới An Biên mình còn bà con gì ở dưới không cậu? Dạ, dì Sáu. Ừ, anh hai có biết dì Sáu Thu không ạ? Ừ, có nhớ. Dạ, cơ ngơi dì Sáu bây giờ khang trang lắm. Trâu heo gà vịt không có thiếu thứ gì á. Mà anh hai hỏi anh chi vậy? Để khi tình hình không yên xảy ra, mình tản cư về đó, tránh một thời gian rồi tính sao. Dạ. Còn cậu, cậu cũng phải tính, đừng để nước tới chôn á, rồi chạy không có kịp đâu. Cảm ơn anh hai nhắc nhở. Nhưng mà cái thằng á, không gia đình, không vợ con như em á, hễ mà có biến động gì á, là em xuống theo anh hai. Thôi, chuyện đó thì cậu. Mày đưa cho nó coi, có phải sổ sách của nó không? Ờ, dạ, đúng là sổ sách của con rồi. Dạ, xin mời thầy đổi coi ạ. Được rồi. Còn sổ sách riêng nữa đâu? Dạ, dạ. Làm gì có sổ sách riêng đâu thầy đội. Mày, mày, mày. Mày muốn qua mặt tao hả? Sổ sách riêng mày để ở đâu? Muốn sống à? Khai ra mau. Dạ, 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 chỉ có một hồ sơ này thôi à. Mày tưởng tao ngu lắm hả? Dạ. Tao đi dài trong bụng bọn thường buôn chúng mày. Mẹ nó, thằng nào cũng có bộ hồ sơ riêng, ngoài bộ hồ sơ công khai để nộp thuế. Bảy tiền. Dạ. Cho nó một bài học là vô chỗ này rồi thì không có bí mật nào hết. Đánh. Dạ. Nó chết giấc rồi thầy đội ơi. Xối nước cho nó tỉnh lại. Dạ. Ngoài đây. Quỳ lên. Bây giờ ta không cần coi sổ sách riêng của mày nữa. Mày muốn sống, mày biểu vợ con mày đem 100 lượng vàng tới đây để chuộc mày về. Còn không, nó sẽ nhận được xác của mày. Mày muốn kiểu nào cũng được. Dạ, xin thầy giảm bớt cho. Tại vì dạo này làm ăn thất bát quá. Mẹ, không bớt gì hết. Đó là tao chưa kể, mày còn bị tố cáo đã có gửi đồ tiếp tế cho tên phiến loạn Nguyễn Trung Trực ở Tà Niên. Dạ, chuyện đó đâu có thầy đổi. Có hay không, tao chưa kết luận. Chỉ riêng tội trốn thuế này, mày cũng đủ tội chết rồi. Mày có giết thơ hay không? Bảy tiền. Dạ.
Dạ, dạ, để con viết, dạ. Viết đi. Dạ. Bảy Tiền. Dạ. Mày cầm giấy này đến gặp vợ nó, biểu đưa đủ số như nó viết, nhớ chưa? Dạ. Bậu biết không, nhờ bậu giờ không cho qua nên qua mới móc hỏng được thằng thương buôn trốn thuế bằng hai loại sổ sách, lấy được một không, qua lấy được 50 lượng vàng. Để thưởng công qua tặng bộ 10 lượng, vậy được chưa? Sao ít quá vậy? Qua còn phải để cho con vợ già ở nhà nữa mà, rồi còn mấy thằng đàn em chạy tới chạy lui được việc cho mình, chứ qua đâu có ăn được một mình đâu bậu. Nè, hôm qua lúc hỏi cung thằng đó ra đòn gió dọa nó về chuyện nó tiếp tế cho đám tinh trực trong tà niên, nó đã hoảng hốt và thấy rõ trên gương mặt nó. Như vậy chứng tỏ bọn buôn bán lớn nhỏ trong chợ Rạch Giá này dứt khoát là có rủ nhau tiếp tế cho bọn phiến loạn. Bầu chịu khó tìm cho ra tên nào là đầu sỏ trong chuyện tiếp tế này, báo cho qua biết. Qua sẽ có cách moi tiền tụi nó đậm hơn. Còn bậu, bậu sẽ được thưởng nhiều hơn hôm nay. Như vậy được chưa? Cái gì qua nhờ, em cũng cố gắng làm. Chứ còn chuyện dính líu tới ông Trực, em không làm đâu, em sợ lắm. Không việc gì bậu phải sợ hết. Nay mai ông lớn chánh phèn sẽ hành quân tiêu diệt hết bọn phiên loạn đó, bọn tiếp tế cũng sẽ bị tù mọt gông cho coi. Ở chợ Rạch Giá này anh chịu khó điều tra thì còn moi ra khối đứa trốn thuế, lúc đó kiếm tiền lo lót hàng ngàn lượng như chơi. Đối với em á, chục lượng là quá nhiều rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh em được tin lập tức báo cho anh hai biết, xem anh hai có cách nào cứu ông Đỏ với mấy người đó không. Cô nói cô Đỏ với mấy người nữa bị bắt chiều tối qua đúng không? Dạ, nghe nói lúc đó chạng vạng tối, em Đỏ, anh Quảng Cầu, anh Cai Tèo vừa ra khỏi quán cô Thấm thì bị bọn lính ở thành Sơn Đá ập đến bắt luôn. Cả anh xã Lý cũng không thoát. Chắc là có đứa phản bội nào đó đã báo với địch. Bây giờ mình phải làm sao đây anh hai? Cô có biết họ bị giam ở đâu không? Dạ, họ bị giam ở thành Sơn Đá. Cứng đờ. Mày có khai không? Mày có khai không? Tao không biết. Tao hỏi mày lần nữa, mày có chịu khai không? Mày đã lôi kéo được bao nhiêu thằng lính Mã Tà nào nữa làm phản? Còn tên Trực, nó đang làm gì? Ở đâu? Nói mau! Tao không biết. Tao đã nói là tao không biết. Mày có giỏi thì giết chết tao đi, thằng chó! Ngoan cố! Mày có khai không? Mày ngoan cố!
không? Một lần nữa, khai ra. Tụi bay tổng tất cả vô nhà giam cho tao, ngày mai hỏi cô tiếp. Nè, Tổng Phan, mày có biết tên Trượt đang ở trong tà niên làm gì không? Dạ, dạ, thưa ông lớn, con nghe tin vậy mà không biết thiệt vậy không nữa. Mày đi ngay vào trong đó, mày dò thám coi hư thực ra sao, rồi báo cho quan biết. Dạ, ông lớn tin con đi. Nếu mà tên Trượt còn ở đó, con sẽ lấy cái đầu ông Trượt về cho ông lớn uống rượu. Quan thưởng cho mày trước đó. Nhớ mày lấy đầu tên Trực được, quan thưởng gấp trăm lần, rõ chưa? Dạ dạ, đây rồi ông lớn coi. Thạch Phan này không nói dốc ông đâu. Nếu như có tên Trực đó, Thạch Phan này hứa sẽ lấy đầu tên Trực về để cho ông lớn uống rượu. Thôi đi ngay đi. Dạ. Cô hai đều vừa báo cho tôi biết, cô Đỏ và mấy anh em nữa như Quảng Cầu, Cai Tèo, Xã Lý đã bị giật bắt, hiện đang bị giam ở thành Sơn Đá. Cũng chưa biết họ sống chết ra sao, nhưng tôi tin là họ sẽ giữ được khí tiết, không khai báo gì với địch. Nhưng rõ ràng là tình hình này không cho phép chúng ta chần chờ, mà phải tấn công tiêu diệt địch ngay để cứu anh em chúng ta đang nằm trong tay chúng. Các anh em có ý kiến gì để chúng ta cùng bàn xem nên hành động như thế nào? Tôi nhất trí với anh hai. Địch bắt người của ta, dứt khoát phải có chỉ điểm hay nội gián. Chậm trễ tấn công lúc này là không có lợi, phải giành thế chủ động, tiên hạ thủ di cường. Trong lúc địch chưa biết về ta nhiều, chắc chắn là nó có sơ hở trong phòng thủ. Ta đánh bất ngờ, nó sẽ trở tay không kịp. Phải đánh thôi anh hai, phải đánh thôi anh hai. Còn anh hai Nhượng, anh Tư Học, các anh có ý kiến gì nữa hãy nói đi. Tôi nhất trí phải đánh, nhưng cho xin hỏi anh hai, có nhân cơ hội này ta đánh chiếm Rạch Giá luôn chứ? Có thể, bởi vì nếu diệt được thành Sơn Đá thì lũ Tây Dương coi như rắn mắt đầu, không có sức kháng cự. Nhưng còn đám lính Mã Tà, bọn này cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Anh hai tính sao? Điều này anh Tư không phải lo, vì khi ta hạ được thành Sơn Đá, anh em lính Mã Tà sẵn sàng theo chúng ta. Có phải vậy không cô Điều? Dạ đúng gì đó anh hai. Vậy thì xin anh hai giao nhiệm vụ cụ thể cho chúng tôi để còn kịp về chuẩn bị. Được. Thưa các anh, chúng em canh gác vừa bắt được một tên nghi gian, nghi là do thám của giặc, mong các anh định liệu. Vậy nó có khai gì chưa? Dạ thưa chưa, nhưng nó nói là nó đi nôm cá, nhưng xét trong người nó thì có một con dao găm. Anh đưa tôi xem. Dạ đây. Dạy nó vô đây. Dạ. Bọn địch bắt đầu chú ý tới vùng tà niên này rồi. Xưa nay đâu có ai vô đây kiếm cá bao giờ. Theo tình hình này á, chúng ta phải khởi sự ngay thôi anh hai. Xuống. Mày là ai? Từ đâu tới? Dạ, dạ dạ con là Thạch á. Thạch Rút à. Thạch Phan à. Mày vô đây làm gì? Dạ dạ con đi nôm cá à. Mày vô võ thám phải không? Anh hai, thằng này á là cái tổng Thạch Phan chứ không phải là Thạch Nút như hắn vừa nói đâu. Sao Thạch Phan, có đúng vậy không? Dạ dạ bà Bông Lên, dạ dạ đúng á. Ai sai mày vô đây võ thám? Dạ dạ bà Bông Lên, ông lên tranh phèn sai con, biểu con vô đây.
coi con lên trực ở đây không? Rồi ông còn cho con đồng bạc trắng nữa đó. Mày đã được tin gì rồi? Dạ bấm ông lên. Con mới hỏi sơ sơ là bị bắt rồi. Mày mang dao găm để làm gì? Dạ bấm ông lên. Ông lên kinh phẹn biểu con vô đây để gặp ông lên trực, để lấy đồ ông đem về cho ông nhậu rượu đó. Mày có biết chính phèn mới bắt một số người giam ở đâu không? Dạ bẩm ông lớn, nghe nói họ bị giam trong đồn của ông chánh phèn làm việc đó. Mày có biết đi dọa thám là phạm tội gì không? Dạ bẩm ông lớn, tại vì con tham tiền thưởng nên mới liều mạng vô đây. Dạ xin ông lớn tha tội á. Dạ con bỏ hai vợ bốn đứa con ở nhà nhau nhóc, xin ông lớn tha tội á. Dạ ông lớn tha tội cho con. Ông lớn ơi. Dạ, ông Lân tha tội cho con. Con xin ông Lân. Anh tính xử như thế nào với thằng Do Thám này? Không thể tha được. Thằng này nguy hiểm lắm. Nó đã biết mặt chúng ta rồi. Dạ, ông Lân ơi, tha tội cho con. Rồi con xin ông Lân ơi. Sau này con sẽ làm con trâu con bò, con đo cho ông Lân. Xin ông Lân tha tội à. Ông Lân tha tội cho con. Tôi giao cho anh hai kia, toàn quyền giải quyết nó. Còn bây giờ anh em ta tiếp tục bằng kế hoạch ban nãy, kéo không kịp thời gian. Dạ. Đem nó ra ngoài bến nước chờ tôi. Ông Lân ơi, ông Lân, xin ông Lân tha tội cho con. Ông Lân ơi. Lúc đó con mới từ chợ Rạch Giá về. Khám xét hết cho tao. Tụi mày ly hả? Dám chống đối hả? Giải tụi nó đi. Dạ. Đi. Nhanh lên. Lẹ lên tụi mày. Nhanh lên. Khó chị Thắm. Họ vừa bắt mấy anh Hợp ở đây, chị biết không? Chị thấy hết rồi. Họ có hỏi chị đó. Nếu chị có ở đây thì chúng cũng bắt cả chị luôn rồi. Bây giờ tính sao đây chị? Còn tính sao nữa? Bây giờ lòng dạ chị rối bời. Có lẽ chúng ta sẽ tạm lánh một thời gian, coi tình hình thế nào. Rồi chị sẽ gặp lại em sau, được không Út Hết? Em muốn đi theo chị. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Em mến chị lắm chị Thắm mà. Chị thương em lắm Út Hết à. Nhưng mà hoàn cảnh hiện nay, chị không ở lại chợ Rạch Giá được nữa. Bây giờ chị tính thế này, em cứ tạm qua nhà ngoại ở một thời gian, rồi chị sẽ liên lạc với em sau. Em cầm lấy số tiền này để chi tiêu trong thời gian tạm lánh. Chúng ta phải đi ngay bây giờ để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Đi em. Dạ phía sau coi. Dạ. Rút. Dạ. Dạ. Oh.
quên chừng chừng.